Chương trình truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1335, cũng là chương trình đầu tiên của năm 2018. Kính thưa quý khán thính giả, nhân dịp năm mới dương lịch, thay mặt anh chị em đài truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, xin kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Ngoài phần tin tức, thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. Mở đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Thế giới đón mừng năm mới năm 2018. Đời sống gia đình Tổng thống Trump trong Tòa Bạch Ốc bị tiết lộ trong cuốn sách mới. Tổng thống Trump giải tán Ủy ban điều tra gian lận bầu cử. Tòa Bạch Ốc cấm sử dụng điện thoại cá nhân tại nơi làm việc. Chỉ số Dow Jones lần đầu vượt mốc 25.000 điểm. Liên Âu theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình tại Iran. Nam Hàn và Bắc Hàn đồng ý hội đàm ngày 9 tháng Giêng năm 2018. Bão tuyết tấn công dữ dội vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, có 20 người thiệt mạng. Và sau cùng là kết quả rút thăm ở Virginia, đảng Cộng Hòa tiếp tục kiểm soát Hạ viện. Sau đây là phần tin chi tiết, tin tổng hợp. Người dân trên khắp thế giới đón chào năm mới 2018 trong sự hân hoan và niềm lạc quan hy vọng. Ở Tân Tây Lan, hàng chục ngàn người dân kéo ra đường và bãi biển. Để là những người đầu tiên của thế giới chào mừng năm 2018. Khi năm mới bắt đầu đến trên quốc gia ở Nam Bán Cầu này, pháo bông được bắn lên ở các khu trung tâm thành phố, hải cảng, người tham dự mừng ca hát, ôm lấy nhau, trao đổi các nụ hôn, chúc mừng và nhảy múa. Ở Auckland, thành phố lớn nhất Tân Tây Lan, hàng chục ngàn người kéo đến quanh tòa tháp Sky Tower để thưởng ngoạn 5 phút bắn pháo bông liên tục. Tại Úc, pháo bông sáng rực bầu trời khu hải cảng Sydney Harbour vài giờ trước nửa đêm ngày Chủ nhật, khởi sự các lễ đón mừng năm mới. Ước tính có khoảng 1 triệu người kéo đến để tham dự các lễ hội. Ở Trung Quốc, người dân đón năm mới ở Bắc Kinh tụ tập dưới bầu trời lạnh cóng tại Vĩnh Định Môn để cùng nhau đếm ngược từ số 10 xuống số 1. Chuông đổ vang rền và các đền chùa ở Bắc Kinh vọng lên lời cầu nguyện những điều tốt lành cho năm mới. Nếu so sánh thì việc chào đón Tết Dương lịch không trang trọng bằng ngày đầu của năm âm lịch. Tại Nhật, nhiều người dân đón mừng năm mới với việc đi viếng các đền thờ Shinto và ăn các món ăn đặc biệt cho ngày đầu năm. Đền thờ Chojoji ở Tokyo, người ta xếp hàng dài đợi đến phiên mình để góp phần đánh vào chiếc chuông khổng lồ, tất cả là 108 lần vào lúc nửa đêm. Một tập tục hàng năm cũng thường thấy ở các đền thờ khắp nơi trên nước Nhật. Ở Philippines, mấy tiếng đồng hồ trước nửa đêm, giới hữu trách đã báo cáo là có ít nhất 86 người bị thương tích do đốt pháo đủ loại. Quốc gia này là một trong những nơi có truyền thống đón năm mới thật ngoạn mục nhất Á Châu. Màn pháo bông rộp trời cùng với âm nhạc tại khu vực hải cảng Victoria khiến đường chân trời Hồng Kông bừng sáng rực rỡ đã để lại kỷ niệm khó quên trong lòng du khách. Sự lựa chọn của du khách là đặt phòng ở khách sạn Hotel Icon và Parkland. Hồng Kông là địa điểm có thể phóng tầm nhìn ngắm pháo bông tuyệt vời nhất. Ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, pháo bông mừng năm mới đã được bắn lên bầu trời tại khu vực bãi biển Jumeirah và tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa. Bên Pháp, người dân đổ đến tại lộ Champs-Élysées và tháp Eiffel để đón mừng năm mới 2018. Tại London, Anh Quốc, những địa điểm để có thể ngắm pháo bông đẹp mắt trong đêm giao thừa phải kể đến là khu vực dọc theo dòng sông Thames, khu vực đồi Primrose, đồi Parliament, công viên Greenwich Park và cung điện Alexandra. Trong khi đó, du khách nào có cảm tình với Hoàng gia Anh có thể đặt chân tới viếng thăm cung điện Kensington. Tại Brazil, thành phố Rio de Janeiro, người dân đến khu vực bãi biển nổi tiếng Copacabana để xem bắn pháo bông. Ngoài ra, du khách có thể thưởng thức nhiều chương trình âm nhạc, trong đó có các tiết mục của dàn nhạc giao hưởng Brazil. Tại thành phố New York, tiết mục đặc sắc đêm giao thừa nổi tiếng thế giới là màn thả quả cầu pha lê khổng lồ, đếm ngược thời gian, đón năm mới tại công trường thời đại, thu hút khoảng 1 triệu người cuồng nhiệt hiện diện tại đây. Cùng thưởng ngoạn màn đốt pháo bông rực rỡ
và xem ảnh người dân đứng trên các tòa nhà cao tầng thả tung bay hoa giấy. Tin hoa thịnh đốn, ông Michael Wolff, người vừa tung ra cuốn sách có tựa đề Fire and Fury Inside the Trump White House, nói rằng tác phẩm của ông tiết lộ chi tiết về cuộc sống gia đình của Tổng thống Donald Trump kể từ sau cuộc bầu cử 2016 đến nay. Cuốn sách này được cho là kể về tất cả mọi thứ, từ nước mắt của bà Melania vào đêm bầu cử cho đến nỗi sợ của Tổng thống về việc bị đầu độc. Cuốn sách cung cấp cái nhìn về đời sống tại thủ đô, chi tiết cuộc hôn nhân của ông Trump và những điều xảy ra bên trong tòa Bạch Ốc. Theo một số phần được tiết lộ trước của cuốn sách, Tổng thống và phu nhân ngủ trong các phòng ngủ riêng biệt. Họ là đôi vợ chồng đầu tiên có lối sống như vậy kể từ thời Jackie Kennedy và John F. Kennedy. Ông Wolff cũng viết rằng Tổng thống Trump thường có giấc ngủ ngắn lúc 6 giờ 30 chiều. Dù trước đây ông Trump từng cho biết ông làm việc rất nhiều, đôi khi đến 1 giờ khuya. Ông Wolff tin rằng sự yêu thích đồ ăn McDonald's của ông Trump bắt nguồn từ nỗi sợ bị hạ độc và việc ăn các thức ăn chế biến sẵn giúp giảm bớt nỗi sợ này. Trong những ngày qua, cuốn sách của ông Wolff đã gây dư luận mạnh khi viết lại lời bình luận của cựu cố vấn tòa Bạch Ốc Steve Bannon. Trong đó, ông Bannon gọi cuộc họp giữa con trai và con rể ông Trump với một nhóm người Nga tại Trump Tower là hành động phản nghịch và không yêu nước. Đáp lại, Tổng thống Trump gọi cựu cố vấn của ông là mất trí và đe dọa sẽ kiện ông Bannon tội bôi nhọ danh dự. Một luật sư của Tổng thống hôm 4 tháng Giêng đã tìm cách ngăn chặn việc xuất bản cuốn sách, lập luận rằng nó có tính phỉ báng, bôi nhọ. Luật sư đợi ông Wolff và nhà xuất bản Henry Holt and Company ngừng xuất bản cuốn sách. Ông Charles Harder cho biết nhóm pháp lý của ông đang điều tra về nhiều tuyên bố sai lệch và hoặc không có căn cứ về ông Trump trong cuốn sách. Hôm trước đó, ông Harder cũng gửi một lá thư đề nghị dừng và không lặp lại đến ông Bannon, yêu cầu ông ngừng đưa ra những nhận xét mang tính phỉ báng về ông Trump và gia đình ông. Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Trump không cố gắng dùng những đe dọa pháp lý để làm cho ai đó không được bảo vệ về tự do ngôn luận. Tuy nhiên, bà Huckabee Sanders nói tại cuộc họp báo hôm 4 tháng Giêng rằng Tổng thống cũng tin vào việc phải làm cho chắc chắn rằng thông tin là chính xác trước khi đưa nó ra, như những dự kiện. Tin hoa thịnh đốn. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư ký sắc lệnh giải tán Ủy ban điều tra gian lận bầu cử. Trong lúc đó, có các cuộc tranh cãi nội bộ và nhiều tiểu bang không chịu hợp tác. Tổng thống Trump trước đây ra lệnh thành lập ủy ban để điều tra bầu cử 2016. Sau khi có các lời cáo buộc nhưng không có bằng chứng rằng gian lận bầu cử khiến ông thua bà Hillary Clinton về số phiếu bầu phổ thông. Tổng thống Donald Trump thắng số phiếu của đại cử tri đoàn Electoral College. Tòa Bạch Ốc giải thích có quyết định này là vì hơn 10 tiểu bang đã từ chối không tuân theo đòi hỏi của ủy ban là phải cung cấp các dữ kiện cá nhân của cử tri như tên, một phần số an sinh xã hội, quá trình tham gia bỏ phiếu và thuộc đảng nào. Thay vì phải dựa vào các cuộc tranh tụng không bao giờ chấm dứt, gây tổn phí cho người trả thuế, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh giải tán ủy ban và ông yêu cầu Bộ Nội an duyệt xét kết quả sơ khởi để quyết định hướng đi tới, theo nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders. Những người chỉ trích ủy ban này thì coi đây là một phần nỗ lực của phía bảo thủ nhằm tạo thêm khó khăn cho người nghèo và người thiểu số muốn đi bầu và để chứng minh cáo buộc của ông Trump rằng có gian lận bầu cử. Trong thời gian qua, Tổng thống Trump thường xuyên tố cáo nhưng không đưa ra được bằng chứng rõ rệt rằng có từ 3 triệu đến 5 triệu người đi bầu bất hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2016, giúp đối thủ của ông là bà Hillary Clinton có được 2.8 triệu phiếu bầu hơn là ông Trump trên toàn quốc. Tin hoa thịnh đốn, Tòa Bạch Ốc ra lệnh cấm nhân viên sử dụng điện thoại di động cá nhân khi làm việc tại cánh phía Tây, bất chấp quan ngại của một số nhân viên rằng họ bị cắt mất liên lạc với con cái và những người thân khác trong gia đình. An ninh và tính toàn vẹn của các hệ thống tại Tòa Bạch Ốc là ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông Trump và do đó bắt đầu từ tuần tới, việc sử dụng tất cả các thiết bị cá nhân của cả khách lẫn nhân viên sẽ không còn được cho phép ở cánh phía Tây. Tham vụ báo chí bà Sarah Huckabee Sanders cho biết trong một tuyên bố hôm 4 tháng Giêng, Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc John Kelly
đã ban hành lệnh cấm, viện dẫn những quan tâm về an ninh. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần phàn nàn về những tin bị tiết lộ ra cho báo chí kể từ khi ông nhậm chức, nhưng các phụ tá nói sự thay đổi này không liên quan đến những lo ngại về việc tiết lộ trái phép cho các hãng truyền thông. Có quá nhiều trang bị được kết nối với mạng không dây của Tòa Bạch Ốc và điện thoại cá nhân không an toàn như các thiết bị do chính phủ liên bang cung cấp, một quan chức nói với điều kiện phải giấu tên. Khi bàn về vấn đề nội bộ của Tòa Bạch Ốc, những phụ tá không đồng tình về lệnh cấm nói rằng họ không thể sử dụng điện thoại của chỗ làm việc và việc cá nhân, và các máy điện thoại của công sở đó không thể gửi tin nhắn. Vì lẽ đó, họ tin rằng lệnh cấm sẽ là một vấn đề khó khăn vì việc nhắn tin qua điện thoại thường là cách dễ dàng nhất để gia đình của họ liên lạc được với họ trong ngày làm việc bận rộn với nhiều cuộc họp hành liên tục. Tin New York. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lần đầu vượt qua ngưỡng 25.000 điểm hôm 4 tháng Giêng và cũng đánh dấu đã tăng thêm 1.000 điểm nữa. Chỉ số của các cổ phiếu Blue Chip bao gồm các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp như Boeing và Caterpillar. Trong số những cổ phiếu tăng điểm nhiều nhất là các công ty công nghệ và ngân hàng. Wells Fargo tăng 1.9% và Microsoft tăng 0.7%. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết trên Twitter sáng ngày 4 tháng Giêng, Dow đã vượt mốc 25.000, xin chúc mừng, còn tiếp tục cắt bỏ các quy định không cần thiết. Chỉ số Dow tăng 118 điểm, tương đương 0.5% lên mức 25.037. Nasdaq tăng 16 điểm, đạt 7.081. Kỷ lục mới nhất diễn ra vào đầu phiên giao dịch của ngày 4 tháng Giêng, chỉ 5 tuần sau khi đạt mốc 24.000 điểm lần đầu tiên. Các chỉ số chính xác cũng tăng lên các mức mới nhờ tin tức về tăng trưởng việc làm mạnh mẽ trong khu vực tư nhân, tăng trưởng kinh tế nhanh hơn trên toàn thế giới cùng với triển vọng lạc quan hơn của các ngành doanh nghiệp và người tiêu dùng đã thúc đẩy chỉ số tăng điểm. Tin Brussels, người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên Âu, bà Federica Mogherini, hôm 2 tháng Giêng năm 2018 cho hay, khối này đang theo dõi chặt chẽ tình hình Iran. Bà Federica Mogherini bày tỏ sự quan tâm đến việc ngăn chặn tình trạng bạo động và bảo đảm quyền tự do tư tưởng liên quan đến các thông cáo của chính phủ Iran. Theo phúc trình không chính thức, ít nhất 20 người, gồm thường dân và nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng, chưa kể hàng chục người bị thương trong các cuộc biểu tình lan rộng khắp các thành phố lớn ở Iran trong mấy ngày qua, để phản đối chính sách xã hội và sự trì trệ của nền kinh tế. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cảnh cáo về những điều mà ông gọi là nỗ lực của các kẻ thù nhằm gây bất ổn tại quốc gia Hồi giáo Iran. Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani thì gọi đích danh Hoa Kỳ, Anh và Saudi Arabia là những quốc gia đứng đằng sau các vụ bạo động đang xảy ra tại Iran. Các nhà lãnh đạo Liên Âu đã cùng với Hoa Kỳ lên án Iran, gây ra tổn thất sinh mạng con người, điều khó có thể chấp nhận được trong các vụ biểu tình, và kêu gọi nhà nước Tehran cho phép người biểu tình được tự do bộc lộ sự bất mãn một cách ôn hòa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Ngoại trưởng Liên Âu Federica Mogherini phản đối Tehran để xảy ra tình trạng bạo động, làm ít nhất 22 người chết và hơn 450 người bị bắt trong các cuộc biểu tình bước sang ngày thứ 6 khắp đất nước Iran. Tin Panmunjom, Nam Hàn. Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm 5 tháng Giêng cho hay, Bắc Hàn đã gửi một văn bản nói đồng ý mở lại các cuộc hội đàm vào ngày 9 tháng Giêng năm 2018. Đây là sự kiện mới nhất liên quan đến các cuộc hội đàm chính thức mà hai bên Nam và Bắc Hàn cam kết khôi phục trở lại kể từ tháng 12 năm 2015. Tin nói rằng hai miền Nam và Bắc Hàn sẽ tổ chức các cuộc họp vào tuần lễ tới lần đầu tiên sau khi Bình Nhưỡng chấp nhận lời đề nghị đối thoại của Seoul. Khoảng vài tiếng đồng hồ sau, khi Hoa Kỳ và Nam Hàn đồng ý đình hoãn cuộc diễn tập quân sự hỗn hợp, các cuộc họp sẽ được tổ chức tại làng Panmunjom tại khu vực biên giới. Giới chức hai bên đều mong muốn sẽ thảo luận về Thế vận hội mùa đông cũng như về vấn đề cải thiện ban giao giữa hai miền Nam và Bắc Hàn. Phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Nam Hàn Baek Tae-hoon tuyên bố tại cuộc họp báo rằng phía Bắc Hàn
muốn thương lượng xa hơn dưới hình thức trao đổi các văn bản, nhưng giới chức thẩm quyền của cả hai phía đều chưa xác nhận sự kiện này. Tin New York, một cơn bão tuyết dữ dội tấn công vào khu vực Đông Bắc Hoa Kỳ trong ngày 4 tháng Giêng, khiến gần 20 người bị tử vong, làm gãy hàng trăm cột điện, khiến hàng chục ngàn người sống trong cảnh không điện và lạnh lẽo, gây nguy hiểm trên đường phố, hàng chục tai nạn giao thông đã xảy ra. Theo thông báo của các hãng hàng không, hàng chục ngàn chuyến bay bị hủy bỏ, nhân viên cứu hỏa hiện diện ở khắp nơi để giải cứu những người ngồi trong xe bị mắc kẹt khi xe lao xuống những vùng nước trũng bị đóng băng. Vệ binh quốc gia được điều động tới những phi trường quốc tế của các tiểu bang trong khu vực Đông Bắc và thành phố New York để theo dõi và bảo vệ tình trạng an ninh. Viên chức cơ quan thời tiết quốc gia lo ngại rằng việc nhiệt độ giảm xuống quá nhanh sau cơn bão tuyết sẽ chuyển lớp tuyết trên mặt đường thành những lớp băng đá trơn trượt, gây nguy hiểm cho tính mạng người đi đường. Báo động bão tuyết vẫn còn hiệu lực dọc theo bờ biển miền Đông Hoa Kỳ, từ North Carolina tới Maine. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết, vận tốc của các trận cuồng phong trong cơn bão tuyết lên đến hơn 70 dặm một giờ. Viên chức thành phố New York xác nhận đây là cơn bão tuyết tồi tệ nhất trong vài thập niên qua. Thống đốc Andrew Cuomo tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang về thời tiết mùa đông, phát hành những thông cáo về tình trạng giao thông, khuyên mọi người đừng ra đường nếu thấy không cần thiết. Tin Richmond, Virginia. Vào ngày thứ Năm, 4 tháng Giêng, đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục kiểm soát Hạ viện Virginia sau khi ứng cử viên đảng này chiến thắng trong phiên rút thăm theo kiểu số xổ số. Do kết quả bỏ phiếu bằng nhau, viên chức bầu cử đã cho hai mảnh giấy viết tên hai ứng cử viên vào trong hai ống đựng phim và bỏ vào một tô trang trí màu xanh. Tô này được Viện Bảo tàng The Museum of Fine Arts cho ban tổ chức bầu cử mượn và chỉ để dùng trong những trường hợp đặc biệt. Chiếc tô này là một sáng tạo đặc biệt của ông Stephen Class, một nhà mỹ thuật và là cư dân của Virginia. Sau đó, Chủ tịch Hội đồng bầu cử ông James Alcorn bốc một cái tên và ứng cử viên Cộng hòa David Jancy được xác định là người chiến thắng. Kết quả này giúp đảng Cộng hòa có 51 ghế so với 49 ghế của Dân chủ, được quyền chọn ra Chủ tịch Hạ viện tiểu bang và các Chủ tịch Ủy ban Hạ viện. Việc rút thăm để có được kết quả bầu chọn sau cùng, xưa nay chưa hề có tiền lệ tại Quốc hội Virginia, cơ quan lập pháp lâu đời nhất của Tân Thế Giới. Ít nhất có 32 tiểu bang Hoa Kỳ cho phép dùng việc rút thăm ngẫu nhiên để giải quyết kết quả trong một số cuộc bầu cử. Các tiểu bang khác sẽ giao trách nhiệm này cho quốc hội hoặc yêu cầu tái tranh cử. Ứng cử viên Dân Chủ Shelley Simmons cho biết bà vẫn đang cân nhắc các khả năng và có thể sẽ yêu cầu tái kiểm phiếu. Trong trường hợp này, ông Jancy sẽ không thể tuyên thệ nhậm chức, nhưng đảng Cộng Hòa sẽ vẫn kiểm soát Hạ viện Virginia với tỷ lệ 50-49. Việc rút thăm là diễn biến mới nhất tại Virginia sau khi một đợt tái kiểm phiếu cho thấy bà Simmons có nhiều hơn ông Jancy một lá phiếu. Tuy nhiên, tòa án sau đó phán quyết rằng một lá phiếu tranh chấp khác phải được tính cho ông Jancy, khiến hai người lại có kết quả hòa. Với kết quả mới, đảng Cộng Hòa sẽ kiểm soát cả hai viện lập pháp của Virginia. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Tỉnh Đốn xin trân trọng thông báo. Tại quận hạt Fairfax băng tầng 30, chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Chủ nhật, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30. Ngày thứ hai, chương trình phỏng vấn sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Thứ ba, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 1 giờ đến 1 giờ 30 sáng. Ngày thứ tư, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 2 giờ đến 3 giờ trưa. Thứ năm, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 chiều. Tại quận hạt Arlington trên băng tầng 69,
Chương trình sẽ được chiếu vào những ngày sau đây. Thứ hai, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 30 chiều. Chương trình phỏng vấn và tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ sáu, chương trình tin tức và phóng sự cộng đồng sẽ chiếu vào lúc 10 giờ đến 11 giờ sáng. Và chương trình phỏng vấn tìm hiểu sẽ chiếu vào lúc 11 giờ đến 11 giờ 30 trưa. Chúng tôi xin lưu ý quý khán thính giả và xin trân trọng kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Ông Phan Văn Anh Vũ bị Singapore trục xuất về Việt Nam. Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ Nhôm, đang bị Bộ Công an Hà Nội giam giữ sau khi Singapore trục xuất ông này về Việt Nam vào chiều ngày 4 tháng Giêng. Bộ Công an Việt Nam ra thông cáo cho biết đã tiến hành tiếp nhận cùng bắt giữ bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành công tác điều tra theo quy định của pháp luật. Ông này bị đưa về nước trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, và chiếc máy bay đáp xuống sân bay Nội Bài lúc sau 15 giờ 30 phút. Phía Singapore nói rằng ông Phan Văn Anh Vũ vi phạm luật di trú của nước này và đã bắt giữ ông Vũ vào cuối tháng 12 vừa qua khi đương sự đang tìm cách sang Malaysia. Truyền thông trong nước dẫn lời Bộ Nội vụ Singapore rằng ông Phan Văn Anh Vũ từng ra vào tiểu quốc này bằng hai sổ thông hành Việt Nam khác nhau, trong đó có một sổ thông hành không đúng nhân dạng. Ông này còn có thêm một sổ thông hành thứ ba. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Singapore mà một số cơ quan truyền thông trong nước có được, thì trong lần nhập cảnh mới nhất vào Singapore, ông Phan Văn Anh Vũ đã khai báo sai sự thật với cơ quan xuất nhập cảnh Singapore, gọi tắt là ICA. Tình trạng này cũng như các lần trước khi ông này vào Singapore. Phía Singapore hoàn tất điều tra về ông này và áp dụng hình thức cảnh cáo nghiêm khắc thay vì truy tố đương sự. Ngoài ra, cơ quan xuất nhập cảnh của Singapore đã hủy bỏ visit pass của ông Phan Văn Anh Vũ, đồng thời trục xuất ông ra khỏi Singapore theo quy định trong luật di trú nước này. Một chi tiết khác cho biết là ông Phan Văn Anh Vũ đã bị truy nã theo cảnh báo đỏ của Interpol do chính phủ Việt Nam ban hành. Ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh Vũ Nhôm, là một đại gia bất động sản và cũng là một thượng tá an ninh Việt Nam. Vào ngày 21 tháng 12, ông bị khởi tố về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước Việt Nam theo Điều 263 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Sang ngày 22 tháng 12 năm 2017, ông Vũ bị chính phủ Hà Nội phát lệnh truy nã. Đến ngày 28 tháng 12, tờ Straits Times loan tin ông bị bắt tại Singapore khi đang tìm đường sang Malaysia. Ông Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi, cư ngụ tại thành phố Đà Nẵng, là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79, chủ tịch hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng. Ngoài ra, ông này còn sở hữu cổ phần trong nhiều sự dự án khác tại Việt Nam. Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 là công ty mua nhiều nhà cộng sản hóa đắt giá nhất ở Đà Nẵng trong thời gian qua. Bản thân ông Vũ Nhôm là chủ sở hữu của nhiều lô đất được gọi là vàng tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Vừa qua, nguyên bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, người bị kỷ luật cách chức, có liên quan đến việc nhận nhà của Vũ Nhôm. Kính chào quý khán giả của truyền hình Việt Nam Hoa Tình Đốn. Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu, mùng 5 tháng Giêng 2018. Dow Jones 25.295.87, week today cộng 2.33% và year today cũng cộng 2.33%. Nasdaq 7.136.56. Week today cộng 3.38% và year today cộng 3.38%. S&P 500
2743.15, Week Today cộng 2.60% và Year Today cộng 2.60%. Giá vàng là 1.321.30 một ounce căn cứ vào thứ 6 mùng 5 tháng Giêng 2018. Giá dầu thô 61.54 một barrel cũng căn cứ vào thứ 6 ngày 5 tháng Giêng 2018. Và giá xăng là $2.490 một gallon căn cứ vào dữ kiện từ công ty 3A AAA ngày thứ 6 mùng 5 tháng Giêng 2018. $1 của Hoa Kỳ tương đương 0.8313 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu thứ 6 mùng 5 tháng Giêng 2018, tương đương với 0.7371 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.49 đồng yuan nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 113.05 đồng yen của Nhật Bản và tương đương với 56.91 của đồng Ruble của Nga. Lãi suất mortgage. Theo công ty Freddie Mac thứ Năm ngày 4 tháng Giêng 2018, 30 năm cố định là 3.95% và 15 năm cố định là 3.38%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 30 tháng 12, 2017, có 250.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 3.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 148 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 23 tháng 12, 2017, Mỹ có 1.914.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 37.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 12, 2017 đã cung cấp 148.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 12 vẫn ở mức 4.1%, thấp nhất trong vòng 17 năm. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tưởng cũng nên nhắc lại, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ đã kết thúc năm 2017 với thành tích rất khả quan. Chỉ số Dow Jones đã đạt mức 24.719.22 hay 25.08%. Nasdaq đã đạt mức 6.903.39 hay 28.24%. Và S&P 500 đã đạt mức 2.673.61 hay 19.42 trong năm 2017. Đây là một năm tốt nhất của thị trường chứng khoán, với thành tích vẻ vang, phản ánh kinh tế Mỹ đã đi đúng đường và phát triển mạnh mẽ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Tuần này, thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều đi lên và phá kỷ lục mới. Chỉ số Dow Jones vượt trên mức 25.000, Nasdaq trên mức 7.000 và S&P 500 trên mức 2.700. Tính từ đầu năm 2018 đến thứ 6 mùng 5 tháng Giêng, chỉ một tuần lễ đầu năm, Dow Jones đã tăng cộng 2.33%, Nasdaq tăng cộng 3.38% và S&P 500 tăng cộng 2.60%. Thị trường chứng khoán của Mỹ vẫn đang là bull market. Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đi lên, vẫn phá kỷ lục nhiều lần trong tuần và kinh tế Mỹ vẫn phát triển rất tốt trong 12 tháng qua. Riêng chỉ số S&P 500 đã tiếp tục đi lên trong tháng 12 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vì đã liên tục thắng lợi trong 12 tháng liên tiếp. Cùng ngày thứ 6 mùng 5 tháng Giêng, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.89%. Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.25%. Shanghai Composite tăng cộng 0.18%. London FTSE 100 tăng cộng 0.37%. Và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 1.15%. Đồng đô la tuần này xuống giá so với đồng euro của Liên hiệp Âu Châu, đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng yuan nhân dân tệ của Trung Quốc và với đồng Ruble của Nga, nhưng lại lên giá so với đồng yen của Nhật Bản. Giá dầu thô ở mức $61.54 một barrel, giá xăng đi lên so với tuần trước và đang ở mức $2.490 một gallon. Giá vàng lên mức $1.321.30 một ounce hôm thứ Sáu mùng 5 tháng Giêng, có thể do ảnh hưởng của những tấn kích chính trị từ giới truyền thông dòng chính và thành phần dân chủ cực tả tại Quốc hội và các tiểu bang có xu hướng chống lại chính phủ liên bang. Thị trường địa ốc trên toàn quốc đã phát triển mạnh trong năm 2017 với giá nhà tăng trung bình là 6%. Kinh tế Mỹ nói chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp. Thị trường việc làm
rất cải thiện trong năm 2017. Việc làm lao động blue collar phát triển rất tốt trong năm 2017 tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ngành xây cất và chế tạo. Nếu Tổng thống Donald Trump và Quốc hội thỏa hiệp được ngân sách cho chương trình tu sửa hạ tầng cơ sở infrastructure, như trùng tu giao thông, cầu cống, phi trường, thì năm 2018 có thể còn tốt đẹp hơn nữa. Công việc làm hiện có tại hầu hết mọi nơi, ngoại trừ ở các tiệm buôn hàng lẻ, không thể cạnh tranh với shopping online. Thế nên hôm thứ Năm, mùng 4 tháng Giêng, công ty Sears Holding, chủ của Sears và Cây Mạc, đã thông báo sẽ đóng cửa trong tuần tới 39 tiệm Sears và 64 tiệm Cây Mạc. Tổng số 103 tiệm sẽ đóng cửa từ nay đến tháng 5. Lần đầu tiên trong 9 năm, ngành bán xe hơi đã bị suy giảm trong năm 2017 là 1.8%. Chỉ bán được 17.2 triệu xe mà thôi. Tuy vậy, chỉ số niềm tin của giới tiêu thụ vẫn còn cao nhất trong gần 17 năm. Một tin vui trong năm 2017 là tỷ số thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi Châu hiện đang thấp nhất ở mức 6.8% trong tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, tỷ số thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi Châu vẫn còn cao hơn tỷ số thất nghiệp của người Mỹ gốc da trắng, gốc Latino hay gốc Á Châu. Tổng thống Donald Trump đã có một thắng lợi lớn vào cuối tháng 12 2017 là đã thông qua được đạo luật cải cách thuế vụ Tax Reform Act. Lần đầu tiên trong lịch sử 31 năm qua nhiều thời của Tổng thống Mỹ đã không thực hiện được. 80% dân Mỹ sẽ được giảm thuế theo tinh thần của đạo luật này. Một số công ty đã hứa sẽ thưởng $1,000 cho nhân viên từ tiền được giảm thuế của công ty. Trong năm 2018, lương tối thiểu đã tăng tại 18 tiểu bang và khoảng 20 thành phố và quận hạt, từ $7.85 đến $15 một giờ tùy theo địa phương. Kinh tế thế giới, Hoa Kỳ có thể trở thành vua dầu hỏa của thế giới trong năm nay 2018. Theo công ty nghiên cứu Restart Energy, Mỹ đang muốn gia tăng 10% khả năng sản xuất dầu thô lên mức 11 triệu barrel mỗi ngày. Nhờ vào kỹ thuật khai thác Shell, Mỹ có thể trút phế Nga và Saudi Arabia trong ngôi vị lãnh đạo thế giới về ngành khai thác dầu. Người Mỹ Tây Cơ sống ở hải ngoại đã gửi nhiều tiền nhất về nước họ trong năm 2017. Phần lớn tiền mặt có được là từ những người sống ở Mỹ. Người Mỹ đã gửi về nước 26.1 tỷ từ tháng Giêng đến tháng 11 năm 2017. Theo dữ kiện từ Ngân hàng Trung ương Mexico hôm thứ Ba mùng 2 tháng Giêng 2018. Năm 2016, họ đã gửi 24.1 tỷ về nước. Chiến dịch biểu tình chống đối chính phủ Iran trong hơn tuần qua là lớn nhất kể từ năm 2009. Nhằm chống lại sự thất bại về chính sách kinh tế của Tổng thống Hassan Rouhani tại Iran. Hàng chục người biểu tình bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Chính phủ Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ những người biểu tình. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới.